Chiều 17 tháng 11, một lãnh đạo công an tỉnh Quảng Trị xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Quốc Quân, tức Quân Idol, 32 tuổi, ở thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, thêm nhiều tội danh sau khi điều tra mở rộng vụ án bắt giữ người trái pháp luật. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp tục tiến hành khởi tố bị can đối với Quân Idol và 5 đồng phạm khác liên quan đến các tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, đe dọa giết người. Đặc biệt, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã điều tra làm rõ vai trò của Quân Idol khi đã chỉ đạo điều hành các đồng phạm khác thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng 10 kg vào tháng 2 năm 2023. Ngày 16 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quân Idol về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Quân Idol và các đồng phạm. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị nhận được các đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật do Quân Idol, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh thực hiện vào ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại huyện Hướng Hóa. Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm trên các cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25 tháng 8 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quân Idol, Cường và Mạnh. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Quân Idol, Cường và Mạnh để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật.